Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà chuyển đổi kho ứng dụng của chúng ta từ thị trường Việt Nam hay là một nước nào đó, ví dụ như là Sing hay là Thái Lan gì đó, qua một số những thị trường có nhiều ứng dụng hơn, hay là những ứng dụng đó chưa xuất hiện ở cái thị trường mà chúng ta đang sống. Ví dụ như hôm nay thì Uber họ có ra cái ứng dụng Uber cho Vinaphone, nhưng mà ở trên cái kho của Việt Nam thì lại không có ứng dụng này, và chúng ta chỉ có chuyển qua một số kho, ví dụ như kho ứng dụng của Mỹ thì nó sẽ có ứng dụng này để chúng ta có thể tải về. Thì Vinaphone hỗ trợ cái việc đó rất là dễ dàng. Bạn chỉ cần vào phần thiết lập và bạn kéo đến cái phần region, thì bạn chọn là cái quốc gia bạn chọn là Mỹ thì nó sẽ chuyển về store Mỹ, hay là bạn chọn là Việt Nam thì nó sẽ chuyển về store Việt Nam. Và sau khi bạn chọn xong thì nó sẽ yêu cầu chúng ta khởi động lại máy. Sau khi khởi động lại máy thì bạn hoàn toàn có thể vào cái kho ứng dụng đó để các bạn sử dụng một cái dễ dàng. Tuy nhiên là các bạn cần lưu ý là khi mà chúng ta đã chuyển đổi kho ứng dụng thì Microsoft họ sẽ tạo ra hai cái hệ thống thanh toán độc lập, tức là bạn không thể dùng tiền thẻ tín dụng của Việt Nam để mua ứng dụng trên kho ứng dụng Mỹ và ngược lại. Đó là một cái điểm mà bất cứ hãng nào cũng làm, bởi vì họ sợ là chúng ta có thể dùng những thẻ tín dụng cấp để mua ứng dụng ở trên này, và kho ứng dụng nào thì dùng với tiền tệ của nước đó. Xin cảm ơn các bạn.